Hello và thầy chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với channel của thầy. Channel của dân tộc sừng. Cái gì làm gì có cái sừng nào ở đây? Trời đất mẹ, cái sừng trên đầu của thầy mấy tập luôn hả thầy? Không chỉ mà nó bọc bình thường mà nó còn quéo 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 có thể móc đồ lên được đó thầy. Mỗi khi mà thầy đi chợ thì khỏi cần phải dùng tay, thầy móc lên cái sừng của thầy là đem đồ về cứ là an toàn luôn. À, vậy đã hết sừng chưa? Vậy đẹp trai hơn hả thầy? Ủa thằng Red, Slam Ripper đâu rồi mấy đứa? Dạ mấy thằng đó hồi tối nó cài wheel cho sân tùng, giờ nó ngủ chưa vậy thầy ơi? Hèn chi, tôi đăng clip thì nó không coi đâu, nó đi cài wheel cho sân tùng. Ủa hồi tối em cũng thấy thầy coi mà. Thì coi chút rồi ngủ. Em thấy thầy với cô giáo Thảo ngồi coi chung với nhau nữa kìa. Thầy đăng trạng thái thì bức story lên tùm lum tà la trơn. Ủa mà hôm nay mình vô nhà cô giáo Thảo làm gì nữa thầy? Hôm nay chúng ta vô nhà của cô giáo Thảo để mở cái tiệm tạp hóa cho zombie. Lần này là chúng ta sẽ làm rất là hoành tráng lệ và đảm bảo an toàn, không để cho cô giáo Thảo xuất hiện ở đó nữa. Tính ra là cô giáo Thảo là người duy nhất vô được cái nhà đó với là người mua hàng luôn á thầy. Người mua hàng không vô được quán thầy bán cho ai? Thì thầy bán cho mấy con chuột, mấy con gián, mấy con kiến. Thầy không bán cho cô giáo Thảo. Trời, đúng là người bán hàng chảnh chó. Anh ngần ngơ cứ ngơ, đó chưa là giấc mơ. Anh ngần ngơ cứ ngơ, đánh mất trong trong giấc mơ. Yeah. Vô thầy ơi, mà chưa em nói với fam em cái thầy. Ai mấy bạn ơi, tôi có cái kênh MV Gamer, các bạn có bển coi mình bắn Free Fire nha. Đó, kênh đó là bây giờ mình chiếm cái kênh đó luôn rồi, không phải là kênh của thầy nữa đâu. Nhớ nhấn đăng ký, subscribe mạnh mạnh lên nha anh em. I love you, chuka mo, cảm ơn anh em rất nhiều. Cô đâu rồi, cô đâu? Trời, cô kia bận cái áo hồng, cho em xin hỏi là có chồng hay chưa? Nếu chưa thì cho thầy. Thầy ơi, lần này là mình mở cái tiệm là mình phải trang trí cho nó thật là hoành tráng lệ và đẹp cho thầy. Rồi tao mở cái quán tạp hóa như vậy á, tụi bay có tặng quà gì cho tao không? Có, tao sẽ tặng cho mày cái cụ lông. Đó chứ, tao sẽ tặng cho mày một chai kem chống nắng để mày đi ngoài mưa nó không bị ướt, hiểu không? Mày vô nhà tao nữa, mày đó đi. Mày ơi, mày ơi, chạy mày ơi. Bây giờ ta sẽ tìm đến một người mà có rất là nhiều quyền lực trong nhà này, đó là chú Tèo. Chú Tèo ơi, chú Tèo có đó không chú Tèo ơi? À, ông đây rồi. Chào chú Tèo. Hello zombie. Dạ chú Tèo, xíu nữa là con sẽ mở một cái tiệm tạp hóa siêu to khủng lồ trong cái nhà này, chú Tèo có ủng hộ con không? Tất nhiên là méo, khủng lồ không có chứ. Cảm ơn chú nha, nhưng mà bây giờ con đang thiếu tiền để xây quán, không biết là chú có thể cho con mượn 10 tỷ được không? Chuyện nhỏ đi, bây giờ chú đi qua Trung Quốc chú bán thận, chú cho con mượn 10 tỷ nha. Ủa mà hai trái thận mới có 5 tỷ à, còn hai trái dứng nữa 5 tỷ nó là 10 tỷ. Đi chú vào Trung Quốc chú bán rồi chú cho con mượn tiền. Trời ơi, chưa thấy ai mà trên đời này mà tốt như chú Tèo, hy sinh trứng cút với hai trái thận để cho con mở quán luôn. Trời ơi, chú Tèo tốt thiệt. Trời, đâu có gì đâu con, trời giúp đỡ được con nhiêu thì chú giúp thôi chứ đâu có gì đâu. Ê chú ơi, chú. Trời đất mẹ ơi, nó giúp mình luôn ngủ mất tiêu rồi chú. Chán đời thiệt. Tao nghĩ bây giờ nên kêu thằng Ma Sưng Đen đi hát ngân hàng đi mày ơi, cho người ta còng đầu tao luôn hay gì, mày điên hả mày? Thôi đi mở tiệm thôi anh em ơi. Đầu tiên là cái tiệm của mình nó phải tăng cái tính an toàn vô. Đó, bây giờ mình không có tiền, mình mướn bảo vệ á, thì mình sẽ đặt bẫy chuột. Đó, mình đặt bẫy chuột trong vòng cái ăn trộm nó vô là nó dính bẫy chuột, đúng không? Quá hợp lý. Cái này là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hút bồn cầu mướn zombie, có lộn, tạp hóa zombie. Đó, phân phối trên toàn khu vực nhà của cô giáo Thảo. Đây, bán dầu ăn, nước mắm, nước muối, đồ cạo râu, đồ cái thứ gì cũng có luôn. Ý, tụi bay thấy gì không? Bà cô bà vô bếp bà ngủ rồi mày. Chắc bà phát hiện tụi mình lập quán ở đây cái gì, bà vô đó bà ngủ bà canh mình á. Bây giờ tao sẽ chơi bà. Ê, cẩn thận nha mày, mới làm cái quán mà bị bắt là kỳ lắm luôn á. Chuyện nhỏ, bà ngủ rồi bà không để ý đâu. Ôi, ừ, má ơi, hú hồn con chim én. Tụi sao bà không ngược mày? Ủa bà không ngược mày ơi, vậy là bà ủng hộ mình đó tụi bay ơi. Trời ơi, cô ơi, cảm ơn cô đã ủng hộ cho em. Nhờ cô mà em mới có ngày hôm nay đi ăn xin. Đó, bây giờ em sẽ đặt mấy cái bẫy chuột để khóa chân cô lại cho nó an toàn. Chứ em cũng sợ cô lắm rồi đó. Hay là bây giờ thầy tranh thủ lại hôn cô một cái đi trước khi mà cô tỉnh dậy á thầy. Mày đã bị vũ rồi con trai ơi, mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Mày đứng lại chưa? Sai lắm nha. Yêu thì yêu, không yêu thì cút. Trời ơi, bà đi xuyên các bạn luôn này ơi. Trời ơi, bà là người có chết quá ơi. Trời ơi, cô bây giờ đã đạt tới kỹ năng thượng thừa luôn. Đi xuyên cái bàn luôn. Không những mà cô dạy học mà cô còn biết đi siết nữa, biết diễn nghệ thuật nữa. Công nhận là ghê thiệt cái mấy đứa ơi, mấy đứa cẩn thận nha. Thầy không chắc là bà sẽ làm gì mấy đứa tiếp theo đâu, bà đi xuyên tường luôn á. Cái này mà mai mốt mà thầy có người yêu khi là gì đó giấu bả bà đi xuyên tường mới nhai đầu thầy luôn. Cái chén này nó quéo quéo, tụi bay tưởng tượng tới cái gì không?
Ý tao nói là nó giống kem mà tợ, tụi bay cứ nói là cái cục đó là sao vậy? Không lẽ cái quán bự như tao như vậy lại đi bán đó sao? Trời đất mẹ ơi, tụi bay khinh thường tao quá rồi. Đó, cái tiệm của mày là phân phối độc quyền, cái đó là mọi tiệm trên thế giới thì đâu có ai bán cái đó đâu. Mình mày bán nên nó sẽ rất là đắt, mày hiểu không? Rồi tao bán cái đó rồi ai mua mà đắt? Tao đâu có biết đâu, mày bán ai mua thì mua, không mua thì mua. Được rồi, tao hiểu rồi. Hẹn mai mốt tao mua cái đợt hàng đầu tiên về, cái tao úp vô mặt mày nha. Mày sẽ được ghi tên vô khách hàng quen thuộc đó. Mà cô nãy giờ mới đi đâu vậy ta? Đây, lượm ngôi sao trước cái đã. Bây giờ hai cái phần quà này là dành cho cô nè. Tao không có dám mở cái radio này lên, sợ gặp Trần Đức Bo cái nữa là đi về luôn. Đúng rồi, mày chạy đi đâu? Tại vì bà có sức mạnh tình yêu của thầy vô nên bây giờ bà đi xuyên tường, bà đi xuyên bàn luôn, bà không còn khóc như xưa nữa. Cô đã mạnh mẽ hơn xưa rồi. Mày leo lên chở tao chứ gì? Tao già cả nên tao không leo lên thôi. Nhóc. Trời má ơi, tao tưởng má lên được nữa là tao đi về luôn á mày ơi. Những cái bẫy này bây giờ không thể nào mà ngăn cản được cô của mấy đứa lợi đâu. Tại thầy á, thầy truyền sức mạnh cho cô chi, giờ cô mạnh ai chơi lợi nữa. Bẫy chuột á thì đặt không dính, chọi bánh á thì không khóc, đi xuyên tường nữa, xuyên bàn luôn. Cái này là hết rồi, cô hết rồi mày ơi. Hôm nay là khai trương quán mới nên mình đãi tất cả 500 anh em đồ ăn đó. Anh em cứ ăn tự nhiên, cứ dùng thoải mái giống như là ở trong nhà mình vậy đó. Rồi cứ ăn đi, rồi cô quýnh tụi bay thì tao không biết. Ê, mấy cái bông bóng rồi để trang trí mà mày cũng đem lên đỡ anh bán đó hả? Từ từ để tao sắp lại, để hồi nó bị lộn xộn lên trơn cái không có sắp được. Đó, đây là công lao ngày hôm nay có được cái quán này là nhờ thầy, các bạn và chú Tèo và cô Thảo đã ủng hộ cho mình. Mình rất thích là buôn bán, nhưng là bán ma túy. Cái gì, tôi báo công an nha. Đâu có, em nói là em bán kem ký. Trời ơi, hồi em ginh cái tủ lạnh nha, bán kem ký. Tưởng đâu em bán cái gì tùm bậy tùm bạ là tôi báo công an á. Em nghĩ là mấy trái tim để ở trong này đẹp hơn á thầy. Trang trí trong này nó đẹp hơn nè. Cho tao cái bong bóng mày, hồi tao tặng người yêu của tao mày. Ủa kệ mày chứ, mày thích tặng thì mày tự mua mày tặng chứ. Thì mày lấy của tao gì, đây là khai trương quán của tao mà. Coi tivi rồi bữa nay có gì hot không mày? Alo thầy Quốc, thầy Quốc. Chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Dạ. Chỉ có làm thì mới có ăn. Dạ. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buồn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Chuyển kênh. Ô má ơi trời, má nhìn cái con nghèo. Tắt đi. Ai mà chữ thề tôi sẽ lóng ra. Những người nào chữ thề, nếu thích thì vô, còn không thích thì vô. Ok, thích thì vô, không thích thì vô. Ôi, nè tao nè, tụi bay thấy không? Đó, lúc này nè tao đi học chung với người yêu của tao nè. Bà quất tao mấy cây rồi tao nghỉ học luôn. Đến bây giờ mà tao vẫn còn cay á. Nó trời, bà cầm cái cây nè, bà quánh trời má ơi luôn. Để tao trả thù cho mày. Hi. Rồi hay lắm, hay lắm. Ê, trời đất ơi, nào để mấy chuột kỳ mày. Một xíu nữa là nó kẹp vô cái mỏ tao là tao hết hót liếu lo được rồi. Rồi đi giờ quay lại mình đi gom đồ đi bay. Mình gom đồ mình vô cái quán mình đi. Nói chung là cái quán của mình bây giờ là còn thiếu gì nữa ta? Dao cưa búa kéo xẻng lem rửa đúng không? Đây, bỏ kéo lên đó. Cái cưa đây. Rồi bây giờ tao sẽ gom tiếp mới được. Chỗ này là tao lấy hết rồi đó. Còn có cây kéo nữa là hết luôn rồi. Bây giờ đi lấy cây cầu thang. Mày đứng lại chưa? Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Chạy đâu? Tôi bị không tin yêu. Mày chạy đâu? Chạy đi. Rồi cái tiệm mình đã hoàn thành rồi nè mọi người ơi. Đã đầy đủ tất cả đồ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cái hệ thống an toàn nha anh em. Chứ dạo gà chúng ta ưa bị cô xâm nhập quá à. Đó, bây giờ mình sẽ đặt mấy cái bẫy chuột xung quanh cái chỗ quán của mình. Bả vô là bả dính liền. Ê, hay tao nghĩ là mày nên lên Shopee, Lazada gì đó. Mày mua cái bẫy đặt khủng long đó mày ơi. Bẫy chuột này đặt không được bả đâu. Hay là bây giờ mình cột thầy mình treo ở phía trước đi mày. Bả thấy thầy bả chạy mất tiêu rồi, bả ngại bả chạy mất tiêu rồi khỏi cần bẫy chuột. Tại sao học trò của tôi nó lại ác với tôi như thế này? Tôi đã làm gì đâu? Thầy cứ yên tâm đi, tụi em không làm vậy đâu. Tụi em còn làm dữ hơn vậy nữa. Rồi bây giờ em làm cái gì em cũng phải suy nghĩ tới thầy nè.
em lấy cái chai lăn nách với cái chai kem chống nắng cho thầy và mấy thằng kia. Đó. Trời ơi, mai xương đen chứ nghe được mấy anh chua gì nó xài hết hũ kem chống nắng rồi kìa thầy. Em thấy ngoài trời đâu có nắng đâu ta. Với lại thầy thấy tụi nó đâu có trắng đâu ta. Mà kệ này ơi, mấy thằng xấu xấu đưa làm màu lắm. Nó tưởng là mình đẹp trai nhất vũ trụ rồi. Bây giờ em đặt mấy cái bẫy chuột ở đây cái nữa, đó. Mày thấy tao không? Tao cũng đâu có sức kem đâu mà tao vẫn đẹp trai nè. Đúng rồi đó, đó giờ tao chưa thấy con heo nào mà nó sức kem hết trơn á. Heo sức kem bán rồi sao ăn được mày. Trời, ăn thịt của tao là trường sinh bất tử luôn á mày. Ăn thịt mày vô chỉ có đi chết thôi á. Mày bị lông mồm đỡ móng mà đòi trường sinh bất tử hả con heo? Từ ngày mà thầy nhận Big Man làm học trò, thầy thương heo lắm. Thầy đâu có ăn thịt heo đâu, thầy chỉ ăn thịt lợn thôi. Tính ra con heo với con lợn cũng chỉ còn con thôi thầy. Rồi xong chưa, bây giờ chúng ta ra ngoài chuẩn bị khai trương quán nha mấy đứa ơi. Chưa thầy ơi, sắp xếp lại một xíu nữa mới khai trương quán được thầy ơi, còn bừa bộn lắm. Đây nè, đó cái búa để em xếp lại mấy cái búa cái đã. Mấy cái búa này khó xếp quá. Đó vậy đi. Tính ra là khai trương quán từ sớm tới giờ luôn, không ai mua gì luôn á thầy. Từ từ kiên nhẫn, người khách cũng sẽ tới đây mua thôi. Hồi nãy giờ không biết bà cô bà đang ở đâu nữa thầy. Kiếm bà, ủa trời ơi, bà dính cái hệ thống 7 ở đây nè. Thấy chưa, em nói rồi, cái hệ thống này nó sẽ hoạt động rất là tốt mà. Đó, bây giờ cô dính 7 rồi, cô không làm được gì tụi em nữa đâu. Bây giờ là cô vào trong đó cô mua hàng. Dạ em sẽ gỡ mấy cái 7 này cho cô, hoặc là không bao giờ em gỡ mấy cái 7 này. Cái gì mày nói cái gì? Cô rất thích em mở quán trong nhà cô. Được rồi, bây giờ cô sẽ khai trương quán cùng với các em nha. Cô sẽ ủng hộ các em. Vậy hả cô? Trời ơi, em cảm ơn cô rất nhiều nha. Mà ít nhất gì cô cũng đừng bóp cổ em vậy chứ. Cô ơi, cô làm gì vậy cô? Tới mùa đông rồi, cô mới được mua cái này về để cô đốt ăn mừng cái quán của chúng ta. Trời ơi, cô đúng chơi lớn luôn á, cảm ơn cô rất nhiều nha. Trời ơi, cái này cũng là chuyện bình thường thôi, bây giờ chúng ta sẽ đốt để ăn mừng nha. Chúc mừng quán mới của chúng ta. Đừng mà. Mấy cái đứa này. Ừ thì cô rất tốt như thế này, ừ thì em rất tiếc.